Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Nhân tiện là test cho khách cái bộ động cơ 3000W 4 số gắn lên xe máy. Con này thì đặc biệt là gắn lên được hầu hết các dòng xe máy nhé. Đấy. Ốc treo máy đây. Vị trí này là ốc treo máy khung này. Trục này là trục 19 các bạn nhé. Trục nhông to dạng nhiều nhông Yamaha đấy. Con này thì các bạn lắp lên xe máy thì nó có cần để sang số này và sử dụng côn để sang số nhé. Đấy, kéo côn sang số. Đây là cái quả ga này. Quả ga này các bạn có thể dùng luôn cái tay ga cũ của xe máy. Các bạn bắt cái dây ga vào đây, dây của cái quả ga vào đây. Con động cơ này thì có dòng rất là cao nhé. Đây này. Cái dòng điều khiển của nó đây này, dòng 400A các bạn nhé. Cho nên là cái giá trị của nó sẽ tương ứng. Nhiều các bạn thắc mắc về cái giá cả thì các bạn xem những con điều khiển thì các bạn sẽ... Những cái con xe điện ở trên thị trường. Ví dụ như con xe máy điện ấy. Thì thường thường cái dòng điều khiển của nó dòng chỉ có 40A đấy bác. Con này là cái con điều khiển 3000W, dòng của nó là dòng 400A các bạn. Nó tương đương với những cái dòng điều khiển của xe lân, xe gôn đấy. Nó cũng dòng mấy trăm A đấy. Thì cái giá trị của nó sẽ khác và trọn bộ của nó giá thành nó sẽ khác hẳn. Động cơ, hộp số nó rất là nặng. Đấy. Đây là mình sẽ đấu sẵn hết cho các bạn như này nhé. Chức năng cơ bản, con này nó không có chức năng lùi đâu. Nó chỉ có số 1, số 2, số 3, số 4 và một số mo thôi. Ổ khóa mình cũng đấu sẵn cho các bạn này. Về nhà dễ sử dụng này. Dây ga đấu sẵn này. Những cái dây thừa là không được dùng đến này. Đấy. Dây này cũng là dây nguồn này. Dây nguồn lên ổ khóa này mình đấu dư ra một sợi để các bạn có thể đấu lên chức năng khác. Đấy, để cung cấp nguồn hoặc là một cái bộ hạ nguồn đi kèm theo nữa là bộ hạ nguồn từ điện 72 xuống điện 12V để lui nguồn đèn còi của xe máy cũ. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại toàn bộ hệ thống đèn còi cũ của xe máy. Không phải đổi lại nguồn điện áp. Đấy. Cái củ ga này rất là chắc chắn. Đây. Con này ngày xưa mình đã test tốc độ rồi. Thì tốc độ của nó hoàn toàn có thể lên nhanh đến hơn 100 km/h. Các bạn có thể xem lại những cái video test cũ. Mình sẽ để link ở dưới cái video này để các bạn tham khảo. Và trên thực tế thì người ta cũng đã làm xe và nó chạy hơn 100 km/h là chuyện bình thường. Đây là động cơ 3000W các bạn nhé. 3000 nó phải khác hẳn. Đấy, và điện áp là 72V. Các cái này thì phù hợp với chạy pin. Một bộ pin của nó thì nó tương đương với khoảng 6-7 triệu cho pin 72V 20A. Đấy. Thì phù hợp với những dòng xe như xe The Ram, Way, Winner hay là Win đều lắp được những cái dòng máy như này. Lắp vào là sử dụng được hết. Đấy. Đây. Cái đèn báo nguồn này. Đây mình tắt là nó mất này. Mình bật là nó lên này. Đấy. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm của bạn liên hệ qua số điện thoại em đang để trên màn hình các bạn đang theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đấy. Đây là ba cực đấu theo ba màu này. Đây là nguồn âm, nguồn dương này, dây đấu nguồn này, cái ga này.
rất là bon. Tắt máy đi rồi mà một lúc nó mới dừng lại. Con này nó có thể được gọi là động cơ AC nếu như mà mình đánh giá, bởi vì là nó rất là nặng. Đặc điểm của dòng động cơ AC là thứ nhất là nó rất là nặng, và thứ hai nữa là nó rất là bon. Và động cơ AC thì nó có một cái đặc biệt là khi sinh nhiệt cao ấy, hiệu suất nó không bị giảm, bởi vì động cơ nó không sử dụng nam châm. Đấy. Và động cơ AC thì thường thường cái củ điều khiển nó rất là nhỏ và nó rất là nặng. Đấy là những cái đặc điểm nhận dạng của dòng động cơ AC. Vì vậy là cái giá của nó cũng cao hơn. Các bạn có thể tham khảo giá ở những cái video trước mình đã báo.